chào chị ạ. Dạ em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước Mơ Của Em. Dạ cho em gặp bé Đình Toàn ạ. À rồi. Là một người tiền sử thì họ sẽ như thế nào? Mặc đồ da thú, mang giáp rơm, vào rừng bắt chim, thú ăn, che để làm cung bắn, cây rơm để làm nhà, làm lửa là dùng bằng hai cục đá quét vào nhau, rồi lấy gỗ để hằng một cục cái này vậy nè, rồi bắt đầu lấy gỗ, rồi lấy cục đá phẹt phẹt, rồi ra lửa bốc cháy lên. Bốc cháy lên. Thế thì trước khi mà có người có lửa, họ ăn như thế nào không? Dạ, những cái cây sống, trái cây. Sau đó thì họ mới bắt đầu là họ phải tìm cách làm ra lửa. Có lửa thì sống, phải sống trong hang lên lửa. Nó không có bị mưa giặt hay là gió thổi qua cho nó bị tắt. Ừ, đúng, tạo ra lửa thì cũng là tình cờ. Khi mà người ta sử dụng đá để mà người ta đập, người ta vác thì nó có một cái tia lửa. Nhưng đó là lý thuyết, chú nói cho con nghe thôi. Còn cái việc mà mình sẽ đi xem xét ở trong một cái viện bảo tàng đi ha, tại vì nơi đó sẽ chứa trữ được những cái tư liệu, những cái bằng chứng, những cái vật chứng là như thế nào con sẽ thấy tận mắt. Mẹ, giờ con đi với chú đó tham quan viện bảo tàng. Ủa chú, sao người ta không gọi là thời đồ đá mà người ta gọi là thời nguyên thủy gì chú? Đồ đá thì nó là ở một cái giai đoạn, còn thời nguyên thủy thì nó bao trùm hết. Công cụ sơ kỳ thời đại đá cũ nè, nó là những cái viên đá này, như chú nói, chẳng hạn như cái miếng kia là người ta vác ra cho nó mỏng lại, mỏng bên phía cái cạnh này, đó là những cái gì của thời tiền sử người ta sử dụng. Đó. Những cái công cụ ở đây là người ta tìm được là ở núi Đỏ, Thanh Hóa. Con rõ không? Con nhìn thấy giống như hòn đá bình thường không? Giống đúng không? Nhưng mà nó là công cụ của người cổ xưa. Bức hình này con thấy nè, lúc nãy chú đã nói với con ở trong ở nhà ha. Thì đây, họ dùng cái hai mảnh đá họ va vào nhau. Thì họ va ở một cái bát, một cái góc vát như thế này nè. Thì con cứ đập như là đập. Không, đập vậy thì là nó sẽ bể viên đá. Đó, khi mà đập như thế này thì nó có thể tạo ra lửa. Rồi đây, thời kỳ đồ đồng. Lúc này thời điểm là họ đã tìm ra đồ đồng rồi. Đó. Sau đồ đồng thì sẽ có đồ sắt. Thì từ thời nguyên thủy thì con đã thấy đó, cái cách họ ăn uống như thế nào, cách mà họ tạo ra lửa như thế nào, cái cách mà họ xây dựng một làng như thế nào, và cái cách mà họ làm ra công cụ để mà có thể sinh sống như thế nào. Mình đã xem đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh thực tế. Cây này thì lỡ có thú lớn thì mình sẽ đuổi nó đi. Cái thứ hai nữa là mình rà đường. Chú, người tiền sử ngày xưa người ta có sống đây không? Nơi sinh sống của người tiền sử lúc xưa thường thường là họ sẽ chọn ra những nơi mà chẳng hạn như có suối, sông, những nơi mà có nước. Chú, mà con vẫn chưa biết tại sao người ta làm được ra điện. Mình đang ở thời kỳ đồ đá, chú không biết điện là gì cả. Chú không biết điện luôn. Điện là gì? Chú không biết. Chú, ngày xưa người ta ở bận lắm hả? Hàng ngày liên tục phải di chuyển và phải đi chạy liên tục, mồ hôi đổ ra sình lầy trong rừng thì không thể nào mà sạch được. Có nghe tiếng gì không? Còn nghe tiếng dòng suối chảy. Đúng rồi. Đã tìm được một cái điểm mà có thể lý tưởng để có cái vòm cây như thế này rồi thì mình sẽ lợi dụng, mình sẽ lợp cái mái ở trên cái cây như thế này. Nhưng mà giờ trước tiên mình sẽ phải tìm công cụ. Vậy thì là về cái mái thôi. Ủa, con đang ở thời tiền sử mà làm gì có báo? Đi tìm đá. Đây cũng được nè. Có thấy giống như là ở trong viện bảo tàng mà mình từng xem không? Bây giờ mình sẽ ghè nó lại để mà cho nó đều. Thank you.
đập vô đây nè, kê vô đây đập. Nè con kê đó, đập vô. Đúng không? Cái này nó không bén như dao, nó chỉ đó, nó chỉ có độ sắc thôi. Toàn ơi, lập máy lên đi con. Mình đã xong cái nơi trú ẩn. Lúc nãy mưa rất to, mình làm nhưng mà giờ làm xong trời lại nắng. Tiếp theo thì mình sẽ làm như nào? Thực phẩm hả chú? Thực phẩm đúng không? Thì mình sẽ đi bắt cá. Nhưng mà muốn bắt cá được thì mình phải có công cụ để mình bắt cá được. Cần cây nữa chú. Hả? Cần cây để đâm. Đúng rồi. Lúc mà mình chút những cái cây, cái công cụ để mà mình đi săn cá thì nó ra cái này. Mà cái này thì rất là dễ bắt lửa. Con hiểu rồi, vậy là tụi mình hợp cái này lại rồi tụi mình làm ngăn lửa. Đúng rồi. Ồ, nó nhọn quá mất rồi. Rồi, mình sẽ đi xiên cá. Ha. Chú đây có gì nè chú ơi. Con sợ chú thấy cái gì mà... Bây giờ cái công việc mà khó khăn nhất là đốt lưỡi, tạo ra lửa. Nhưng mà bây giờ là nó bị ẩm ướt rồi, làm sao đây? Vậy lấy củi chứ. Được á. Chứ đàn để bên đây nó không có được đâu, chứ cần phải để cho nó thăng bằng chứ. Rồi xong rồi, bây giờ con làm sao ra lửa đi. Vì lý do thời tiết cho nên chú dùng biện pháp mạnh. Học quẹt mà con chưa chịu cháy đây. Rồi, để lên chú. Chú phải để trên đầu nè. Rất là ngon. Hôm nay con thấy con đã trải nghiệm một người tiền sử như thế nào? Cực khổ. Chú. Chúng ta bị gặp khó khăn đó là trời mưa, cho nên mình không tạo ra lửa được. Nhưng mà đối với người tiền sử thì họ vẫn bắt buộc họ sẽ làm để mà họ tạo ra lửa. Và đây nha, chú nhắc nha, chỉ là một phần nhỏ xíu của một người tiền sử họ sống thôi. Đọc trưởng quyết định là đem con cá này cất. Ngày mai ăn tiếp, bây giờ mình lên trên kia mình ngủ. Nhanh lên. Hả? Ngủ đây thiệt hả? Nhanh lên.